Sau khoảng 8 ngày săn sale vào sự kiện 11 tháng 11 của Lazada ấy, thì đây là cái món phụ kiện mình order được về. Và đây là một sản phẩm mà nó ship từ nước ngoài, cụ thể thì nó ship từ Trung Quốc về, vậy nên là mất thời gian khoảng 1 tuần thì mình mới có thể nhận được cái món đồ mình order vào dịp 11 tháng 11. Và cái món đồ mình order vào dịp đó, đó chính là một cái bộ sạc cáp sạc nhanh dành cho iPhone đến từ thương hiệu đó chính là Kotech. Và đây là cái bộ sạc cáp mình mua với một cái mức giá khá là rẻ, chỉ rơi vào tầm khoảng là 230.000 thôi. Bởi vì hôm đó là một sự kiện sale rất lớn đến từ Lazada, vậy nên là nó mới có mức giá rẻ như vậy. Hiện tại thì cái mức giá của cái bộ sạc cáp này nó cũng tăng khá rồi, bây giờ hết sale rồi mà. Giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau đi thử khám phá xem là cái bộ sạc cáp này nó có gì đặc biệt nhá. Rẻ xem đồng nghĩa chất lượng có tốt hay không. Ok, mình sẽ tiến hành khui ra. Mình vừa mới nhận hàng xong, bây giờ thì mình mới bắt đầu bóc. Đó. Thường thường thì Kotech ship hàng cực kỳ là nhanh luôn. Mình khoảng mất 1 tuần là nó sẽ về đến nơi. Ở đây thì mình được tặng thêm, đó chính là một cái này dùng để dán lên tường và các bạn giữ dây. Lát nữa mình sẽ mô tả các bạn biết. Và đây là cái củ sạc nhanh. Và đây là cái củ sạc nhanh chỉ có công suất đó chính là 18W thôi, dùng để sạc cho iPhone từ iPhone 11 Pro Max đến iPhone 8 và 8 Plus. Tuy nhiên thì cũng có thể sạc được cho cả iPhone 12 nữa, bởi vì nếu như sạc cho iPhone 12 thì dòng sạc nó sẽ vào thấp hơn. Đó. Và đây là củ sạc và mình lấy màu đen. Trên này nó có logo Kotech kìa. Và đây nó sẽ sử dụng cổng C, và cái củ sạc này thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ chuẩn Power Delivery. Đó, chuẩn PD luôn. Sách hướng dẫn sử dụng. Đó. À đây là cái thẻ bảo hành. À không, sách hướng dẫn sử dụng sạc C 18W Wall Charger. Đó. Khá là đáng tiếc là cái sạc của sạc này nó chỉ đóng vào trong một cái túi zipper này thôi. Trong một túi zip như này chứ không phải là hộp. Nhưng mà không sao. Đó. Tiếp theo là sợi dây cáp. Sợi dây cáp này thì nó là sợi dây cáp mà C to Lightning. Chắc chắn rồi, bởi vì mua sạc của sạc C thì lại sử dụng micro thì làm sao mà dùng được, đúng không? Đây thì nó sẽ hỗ trợ chuẩn PD này, fast charge này. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Tiếp theo thì nó sẽ có tính năng, đó chính là cái sợi dây cáp này nó sẽ được bện ni lông luôn. Đó, cực kỳ là chắc chắn. Và sẽ sử dụng chứng nhận FI, USB FI, IF này là cái gì nhỉ? Mình không rõ lắm. Và chắc chắn là nó sẽ có tương thích, đó chính là chuẩn FSI made for iPhone, iPad và iPod. Đó. Và cái sợi dây cáp này nó sẽ dài lên tới là 2 mét. Thật là kinh khủng, rất là dài luôn. Ở đây nó có cả ghi luôn cả thông số truyền tải dữ liệu lên tới là 480 megabit trên giây, cực kỳ là kinh khủng. Và dòng ra tối đa lên tới là 3 ampe. Đó. Mình sẽ tiến hành khui hộp nhá. Đây là cái sợi dây cáp của chúng ta. Đúng là nó được bện dù rất là chắc chắn các bạn ạ. Và thực sự là nó rất là dài. Bây giờ thì mình sẽ dở ra để xem nhá. Bình thường thì một sợi dây cáp cùng lão là mình thấy dài nhất là 1,2 mét. Cái này nó lên tới là 2 mét. Wow, thực sự rất là dài các bạn ạ. Có quá sai lầm khi mà mình chọn cái sợi dây cáp này không nhỉ? Nhưng mà không sao, mức giá thì mình thấy nó khá là rẻ. Đó. Và đây sợi dây cáp C to Lightning. Đó. Dây dù thì cực kỳ chắc chắn. Cái đầu của sợi dây này nó được làm khe rãnh này giúp lúc mà các bạn gập ấy, các bẻ ấy, thì nó sẽ không bị gãy cái đầu. Nó thiết kế rất là tinh tế. Và đây cực kỳ fit. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test sạc luôn cho các bạn xem nhá. Ở đây thì mình có một cái ổ điện này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái thiết bị dùng để đo như lần trước mình đã cho bạn xem rồi đấy. Thì cái thiết bị này thì mình sẽ cắm vào cái phần đầu C. Đó. Và cái này mình sẽ cắm vào cái cụ sạc. Ok. Bây giờ thì mình sẽ có một cái chiếc iPhone 10R này của mình. Đó. Hiện tại thì nó đang còn có 3% pin thôi. Mình sẽ cắm là mình sẽ đo dòng sạc luôn nhá. Đó. Quên mất chưa bật ổ cắm. Đó, bây giờ nó bắt đầu nhận này. Để xem là cái dòng sạc của nó sẽ ra sẽ là bao nhiêu. Nó đang lên này, đang lên từ từ luôn. Hiện tại thì đang là 8V, 8,85V, 1,97A này.
nó rơi tầm khoảng chúng ta đó chính đang là 15W, 15.5 lên 16 rồi. Nó lên 16 rồi. Có thỉnh thoảng nó lên 17W. Đó, nó nói chung là nó sẽ không thể nào mà mắc được 18W đâu, bởi vì nó cũng có những thông số khác biệt, sai số một chút. Tuy nhiên thì tầm khoảng 16-17W như này là cũng là một cái tốc độ sạc nhanh rồi. Và mức giá của combo này nó khá là rẻ, đây mình có order trên Lazada. Thì thực sự là đây, mình order từ ngày 11 tháng 11 này. Kiện hàng này. Đó, hôm nay mình vừa nhận hàng xong. Và xem chi tiết đơn hàng nha. Đây, chi tiết đơn hàng. Thì đây, cái sợi dây cáp của nó là 192.000 và cái củ sạc ấy nó chỉ có 97.000 thôi, hôm đấy sale mà. Đó, sạc rất là nhanh. Nói chung là tầm khoảng 16-17W như này là ok rồi. Mình không trông mong gì quá nhiều thì bởi vì là mình cũng đã có một củ sạc chính hãng của Apple rồi, mình dùng cái sợi dây và cái thiết bị, cái bộ sạc này dùng để sô cua trên công ty thôi. Đó. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái bộ sạc nhanh đến từ thương hiệu Kotech. Và mình nghĩ với mức giá khoảng hơn 200.000 cả một bộ sạc này, thì chúng ta có một củ sạc nhanh hỗ trợ 18W này, hỗ trợ chuẩn PD này. Thứ hai đó thì sợi dây cáp dài lên tới là 2 mét, còn được bện dây dù rất là chắc chắn. Đó. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo cái bộ sạc cáp này thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhá. Và đây là cái sợi, cái này thì nó sẽ có công dụng như thế này. Đó, các bạn dán vào tường và treo lên nhà cho nó gọn thôi. Đó, ok. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.